Thế giới diệu kỳ, tập 71. Tại sao ngựa lại ngủ đứng? Thưa quý vị, đây là thời điểm mà tất cả chúng ta đã chờ đợi tối nay. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn chú ngựa nhỏ đáng yêu của chúng tôi. Quang hô, sắp tới chương trình yêu thích của tớ rồi. Quá, được quá đi. Luân ca, tớ sẽ đi xin chữ ký của cô ấy. Tớ cũng muốn nữa. Tớ nghĩ là ở đây đó. Ừ. Các bạn cần tôi giúp gì không? Bọn cháu có thể vào gặp người nhỏ không ạ? Đúng đúng đúng. Chúng cháu hâm mộ và muốn xin chữ ký của cô ấy. Không được, cô ấy đang nghỉ ngơi. Vậy chúng cháu có thể đợi được. Đúng thế, xin lỗi. Cô ấy có lịch biểu diễn dày đặc. Luân ca, tôi có ý này. Chúng ta cứ làm thế đi. Mau lên đi. Cô ấy kìa. Khuya thế này chắc cô ấy ngủ rồi. Chưa đâu, cô ấy vẫn đang đứng kìa. Mau tới xin chữ ký đi. Ngựa nhỏ ơi, chúng tôi là người hâm mộ bạn. Có thể cho chúng tôi xin chữ ký được không? Gì thế nhỉ? Ôi, mình mệt quá. Các cậu là ai? Bọn tôi rất hâm mộ cô và muốn xin chữ ký của cô. Đúng vậy, đúng vậy. Người hâm mộ, trung thành và rất lớn. Có vẻ như tôi được rất nhiều người yêu mến. Sao cô lại ngủ khi đang đứng? Tôi cứ tưởng cô còn thức. Chà, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Có rất nhiều thứ mà mẹ tôi không thể dạy tôi. Mẹ cô, bà ấy đâu? Họ bắt tôi đi khi đang ăn cỏ trên đồng. Tôi đã xa mẹ khi tôi chỉ là một đứa bé. Mẹ ơi, tại sao cô không quay trở lại gia đình của mình? Tôi đã thử, nhưng chẳng thể trốn khỏi nơi này được. Và khi họ bắt được tôi, họ đã đánh tôi rất đau. Tôi không dám chạy trốn nữa. Chúng tôi sẽ giúp cô. Các bạn không thể chiến đấu với họ đâu. Không cần đâu, cứ đi theo chúng tôi. Rạp xiếc sắp có một kỳ nghỉ rất dài rồi. Đợi tới giới Blon ca. Chạy chậm lại một chút, ngựa nhỏ. Tôi không thể, nếu họ bắt được là chúng ta tiêu đời đó. Tôi đã thả tất cả các loài động vật. Có lẽ bây giờ họ đang bận lắm. Cậu đúng là thiên tài đấy, Willy. Sao dừng lại thế, ngựa nhỏ? Chà, ngọn núi cao quá. Chỉ cần băng qua ngọn núi và tôi đã về nhà. Tuyệt vời. Đi nào, giữ chắc nhé. Trên núi có chó sói. Làm sao bây giờ? Tôi sợ quá. Cố lên đi ngựa nhỏ. Chúng ta gần tới đích rồi. Chỉ cách một thung lũng thôi. Bạn có thể làm được.
rồi không? Có một con chó sói đang đuổi theo chúng ta. Chạy đi, chạy mau đi thôi, nhanh hơn nữa. Cô có thể làm được mà, ngựa nhỏ. Chúng ta gần tới nơi rồi. Ôi, đó là ngựa nhỏ của chúng ta. Chúng ta bị lũ sói bao vây rồi. Chúng ta tiêu rồi. Ngựa con. Mẹ ơi, ngựa con của ta. Thật vui khi thấy gia đình cuối cùng đã đoàn tụ. À đúng rồi, có điều gì đó vẫn làm tôi bối rối. Mẹ ngựa ơi, tôi nhận thấy rằng khi ngựa con ngủ, cô ấy thực sự đang đứng thay vì nằm trên mặt đất. Cô ấy có bị làm sao không? Cô ấy ổn. Trên thực tế, thói quen tự nhiên của chúng tôi là đứng khi ngủ. Bằng cách đó, chúng ta có thể cảnh giác và có thể nhanh chóng thoát khỏi những kẻ thù hung dữ. Ồ, đó là một cách tốt để tự bảo vệ mình. Chúng tôi có thể học hỏi từ các bạn. Tri thức xinh đẹp. Thế giới diệu kỳ. Tập 72. Loài hoa bồn nông. Chà, con bọ đẹp quá. Chào anh bạn nhỏ. Kết bạn nhé. Này này, đừng bỏ đi mà. Này, quay lại đi. Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà. Tên tôi là Willy. Còn tên bạn là gì? Willy thôi đi. Tớ đang cố gắng đọc sách đây này. Đợi đã, sẽ không làm bạn đau đâu. Vậy khó nói lắm đó. Thôi vậy, tôi đợi ở đây vậy. Sao cậu ta ở trong đó lâu thế nhỉ? Có khi nào cậu ta bị bông hoa ăn rồi không? Có lẽ Flunka biết. À, tớ biết loài hoa này. Nó được gọi là bồn nông. Nó không ăn côn trùng, nhưng bẫy chúng. Ý cậu là giống như một cái bẫy ấy hả? Trông cái đó ngon quá đi. Ngon quá đi. Ôi không, đó là một cái bẫy. Cứu, có ai không? Cứu tôi với. Ôi trời, tệ thật. Chúng ta phải cứu cậu ấy. Nhưng nó nguy hiểm lắm. Tớ biết, nhưng chúng ta không thể để anh bạn tội nghiệp chết trong đó được. Mát. Thu nhỏ bọn tớ như con bọ đi. Chúng ta đi thôi. Ừ. Sao chúng ta lên đó được bây giờ? Tớ cái ý này, theo tớ. Hả? Blanca, nhìn cái này này. Những ngọn cỏ này thật mềm, giống như lụa vậy. Tớ nghĩ đó không phải là cỏ đâu. Thôi bỏ đi, chúng ta mau tìm anh bọ nhỏ đó đi. Ừ. Blanca. Không, tớ không làm đâu. Đi nào. Chóng mặt quá. Ồ, nơi này thật tráng lệ. Cậu đang xem gì thế, Blanca? Bản đồ đó. Xem này, chúng ta ở đây, còn bọn nhỏ ở chỗ này. Là hướng này. Ừ. Khoan đã. Rộng quá, đây là chỗ nào thế? Tớ không rõ, nhưng theo bản đồ thì chắc là... Tới đây đi, Blanca. Đợi tới dưới. Cố lên Blanca, chúng ta gần tới nơi rồi. Nguy hiểm lắm, cẩn thận đó.
May thật, đúng là nguy hiểm quá mà. Này, cậu xem bản đồ xem, chúng ta có còn phải đi xa nữa không? Giờ chúng ta đang ở đây. Cậu có nghe không, Blanca? Hình như có cái gì đó lăn tới đây. Trời, đó là một quả sồi lớn. Mật ong. Tớ no quá đi. Ừ, Lân ca nhìn kìa. Ồ, to thật đó. Cậu có biết thứ đó là gì không? Có lẽ nó là trái tim của bông hoa. Nhìn xem, chúng ta đã đến phía sau. Bọn nhỏ chắc là ở đâu đó gần đây. Hãy chia ra và tìm kiếm. Ừ. Bọn nhỏ, cậu ở đâu? Không thấy cậu ấy đâu cả. Tớ cũng không thấy cậu ấy đâu. Gì vậy? Lại là cái quả sồi điên đó nữa sao? Tớ không biết. Không thể nào. Cứu tôi với. Đáng nhẽ ra chúng ta không nên vào đây mới phải. Tớ đã nói rồi mà. Các cậu có sao không? Vẫn còn sống. Bọn nhỏ, bọn tôi đến để đưa cậu ra khỏi đây. Xem kìa, trận lục dừng lại rồi. Chúng ta có thể ra khỏi đây khi nước rút. Tôi nghĩ việc đó là không thể đâu. Sao lại thế? Tôi đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng có một đám lông bất cứng và chặn lối ra. Gì? Lớp lông đó mềm mại mà, sao chúng thay đổi được? Tớ không rõ nữa. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta bị bẫy ở trong này mất rồi. Tớ đói quá. Cậu đùa đấy à? Cậu đang hết sạch chỗ mật đó rồi. Lân ca, William, có tin tốt đây. Có chuyện gì thế? Giờ chúng ta có thể đi được rồi. Nhưng còn đám lông đó thì sao? Không thành vấn đề, đi theo tôi. Nhìn kìa, Lân ca, đám lông đó đang héo dần. Đúng thật ha. Thế nên chúng ta mới ra được đó. Nhưng tớ vẫn không hiểu. Mục đích của những sợi lông bạn nhìn thấy bên trong bông hoa là giúp phát tán phấn hoa. Nhụy hoa sinh thường chín sớm hơn nhụy hoa 2-3 ngày. Khi nhụy hoa chín, chúng phát ra một loại màu đặc biệt thu hút côn trùng. Khi cố gắng thoát ra khỏi bông hoa, côn trùng sẽ bay xung quanh, do đó vận chuyển phấn hoa đến vào nhụy. Bằng cách này, quá trình thụ phấn được hoàn thành. Một vài ngày sau, các sợi lông sẽ khô héo và côn trùng tự do rời khỏi hoa. Ồ, vậy bông hoa chỉ là một cái bẫy thôi. Cảm ơn bạn đã đưa chúng tôi ra ngoài, bọn nhỏ. Có gì đâu mà, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Thế giới diệu kỳ. Tập 73, sức mạnh đáng kinh ngạc của đòn bẫy. Được rồi, mọi người, bây giờ ngay sau tôi là kim tự tháp Ai Cập nổi tiếng thế giới. Thật là tuyệt vời. Blanca, Blanca, mau chụp cho tớ một bức ảnh đi. Các kim tự tháp được xây dựng cách đây 4.500 năm. Chúng là lăng mộ của các ra ông và nữ hoàng Ai Cập cổ đại. Thật sao? Này, Willy, vẫn chưa xong mà. 4.500 năm trước, những ngôi mộ này được xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ bởi người Ai Cập. Chúng được gọi là Zinzita trong tiếng Trung Quốc vì chúng trông giống chữ Hán Jin. Còn rất nhiều kim tự tháp khác, tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan. Ồ, mọi người đi cả rồi, chúng ta đi thôi Willy. Thật không thể tin được, làm thế nào mà người từ 4.500 năm trước lại có kỹ năng và công nghệ để thực hiện một công trình lớn như vậy? Chỉ có thể là... Này, Willy, Willy, cậu còn làm gì ở đây vậy? Tớ thắc mắc, làm thế nào những kim tự tháp này được xây dựng lên nhỉ? Hả? Cậu có giả thuyết gì sao? Tất nhiên rồi. Sao nào? Nói tớ nghe xem.
Tớ nói cậu nghe, là người ngoài hành tinh đó. Người ngoài hành tinh. Đúng, chỉ có người ngoài hành tinh mới đủ sức mạnh để nâng những viên đá khổng lồ. Nhưng hướng dẫn viên nói, kim tự tháp được xây dựng bởi người Ai Cập cổ đại mà. Cậu có bằng chứng không? Không thể, đúng không? Vậy giả thuyết về người ngoài hành tinh là chính xác. Đó chỉ là giả thuyết của cậu thôi. Được rồi, hãy quay trở lại Ai Cập cổ đại và tìm ra sự thật đi. Ý hay đó, Mark. Mark, hãy đưa bọn tớ về Ai Cập cổ đại đi. Quang hô, Ai Cập cổ đại, bọn tôi tới đây. Ủa, sao mặt đất mềm và êm thế này? Nó thật mềm, giống như cái bụng bự của Blanca. Để kiểm tra độ đàn hồi của nó xem sao. Chà, quả thực không tệ. Blanca đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Ở dưới chân cậu đây này. Blanca, Blanca. Willy, chắc cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chơi đùa trên chiếc bụng đáng thương của tớ, đúng không? Xin lỗi, tớ cứ tưởng đang đứng trên một tấm thảm lông mịn. Nói gì cơ, đừng nổi nóng mà. Này, nhìn xung quanh xem. Chúng ta đang ở giữa một sa mạc cằn cỗi. Cậu có nghĩ rằng bác đã đưa chúng ta đến sai chỗ không? Không phải chứ. Có vẻ như giờ chúng ta phải tự lo rồi. Đi thôi. Khát quá. Tớ khát chết đi được. Chúng ta sẽ chết khô mất nếu không tìm thấy nước. Ốc đảo kìa. Chỉ là ảo ảnh thôi. Cố lên Willy, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. Đi nào. Willy, Willy. Willy, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Willy. Tớ ở đâu đây? May quá, cậu tỉnh lại rồi. Blanca, đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Cậu bị ngất nhì mất nước. Một đoàn lữ hành đã đi ngang qua và đưa chúng ta trở lại lều của họ. Nghe nói có công trường xây dựng kim tự tháp ở gần đây. Vậy thì cần chờ đợi gì nữa? Đi thôi. Blanca, cậu đã đúng về kim tự tháp. Chúng là thành quả của người Ai Cập cổ đại chăm chỉ. Đúng vậy, những kỹ năng và sự siêng năng của họ thực sự đáng ngưỡng mộ. Sao chúng ta không tới gần hơn để xem nhỉ? Đi thôi. Khoan đã Blanca, chúng ta phải đề phòng những tên lính gác có roi da. Nhìn kìa. Di chuyển đi, đồ lười biếng. Tớ nghĩ chúng ta nên đợi và xem. Cuộc sống của những người nô lệ thật khổ cực. Ừ, tội nghiệp họ. Cậu có thấy không, Blanca? Họ di chuyển một tảng đá lớn với chỉ một thanh gỗ. Thật không thể tin được. Nếu không tận mắt thấy thì tớ không tin đâu. Tớ dám cá, đó là thanh gỗ phép thuật đấy. Tớ nghĩ không phải đâu. Để tớ xem trong từ điển bách khoa toàn thư. Lúc nào cũng cắm đầu vào sách thôi. Chán thật đó. À, tớ tìm ra rồi. Là thế nào vậy? Trên thực tế, họ đã áp dụng nguyên tắc đòn bẩy. Có 3 điểm quan trọng trên đòn bẩy. Chúng là điểm tựa, điểm tác dụng lực và điểm chịu lực. Để tớ minh họa nguyên tắc đòn bẩy cho cậu xem.
Cậu thấy đấy, cây sào này có thể được xem như một đòn bẩy. Điểm này là điểm tựa. Và đây là động lực. Trong trường hợp này, tảng đá khổng lồ là lực cản. Bây giờ, vì cánh tay đòn dài hơn cánh tay chịu lực, nó tạo ra một lực bẩy, giúp cho người công nhân thuận lợi di chuyển tảng đá về phía trước. Họ thông minh nhỉ? Đúng, họ thật sự rất tuyệt vời. Vậy nếu cần di chuyển một thứ gì đó to lớn, thì tớ cần một thanh gỗ và một điểm tựa. Đúng không, Blanca? Đúng vậy đó. Nhà vật lý người Hy Lạp Archimedes từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ bẩy tung cả trái đất. Hay thật đó. Nhưng cần một thanh gỗ dài cỡ nào mới bẩy được trái đất chứ? À, cái đó